Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review bình sữa cu cu nhựa PPSU cổ rộng 140ml giá bao nhiêu tiền, mua ở đâu, xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này, nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí bình sữa cu cu 5831 được làm từ chất liệu nhựa polyphenylene sulfone cao cấp có khả năng chịu được nhiệt độ cao. Bình có vạch chia thể tích tạo sự tiện lợi cho bạn khi pha sữa cho bé theo tỷ lệ dinh dưỡng hợp lý nhờ có vạch chia thể tích rõ ràng trên bề mặt. Nắp đầy của sản phẩm giúp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ cho sữa không đổ khi di chuyển. Hướng dẫn sử dụng, dùng để chứa sữa cho bé bú, hướng dẫn bảo quản, luôn rửa sạch và tiệt trùng bình sữa trước khi cho bé bú rửa bình bằng dung dịch xúc rửa bình và núm vú, ngâm nước đun sôi từ 3 tháng 5 phút hay tiệt trùng bằng máy tiệt trùng. Mức chịu nhiệt của thân bình PPSU là từ 200C đến 2000C, mức chịu nhiệt của núm vú silicon là từ 200C đến 1200C. Thực hiện đúng hướng dẫn vệ sinh, tiệt khuẩn. Việc sử dụng bình bú có thể làm cho trẻ bỏ bú mẹ và có nguy cơ tiêu chảy. Sử dụng vú ngậm nhân tạo ảnh hưởng không tốt tới việc nuôi trẻ bằng sữa mẹ, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết